Chào mừng anh em đã quay trở lại với đồ chơi công nghệ. Và sorry anh em là mấy hôm rồi bận quá. Đây, nợ anh em con này hơi lâu rồi đấy. Đây là con Borderland Arisu của một team Việt Nam làm, là kiwiki.vn, kiwik.vn. Thì giá của con này là khoảng 2.450.000 gì đó mà mình không nhớ lắm. Lúc mình mua con này là mình mua cả cái phiên bản có cái resin tag này này, cái trang trí này này, thì là 2.550.000. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì hình như là bây giờ bên anh Thông, anh ấy vẫn còn stock 5-6 con gì đó trên Shopee. Mình sẽ để link phía bên dưới nếu như các bạn quan tâm nhé. Thì hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ vài thứ. Một, đấy là mình sẽ review về con Borderland Arisu này. Thứ hai nữa là mình cũng muốn chia sẻ một chút xíu về cái trò gọi là Grab Keygap mới như này. Thì đây là mình grab một cái set gọi là SASP Blank với nhiều phối màu khác nhau. Thì chung là cũng có những cái hay, cũng có những cái dở nhất định. Và thậm chí là review với con này thì cũng có một vài những thứ mình muốn lưu ý. Và nếu như anh em nào đang muốn sở hữu cho mình một con gọi là công tác như thế này đấy, thì mình nghĩ đây là một con khá thú vị để bắt đầu. Và thú vị bởi sao thì ok, ở đây mình chỉ cho. Let's go. Rồi, đầu tiên thì các bạn để thấy là đây là toàn bộ cái phần quan trọng nhất này. Gồm có mạch này, plate này, switch, keycap các thứ. Thì các bạn thấy không? Nó là những cái lớp mica ghép. Đó. Không biết dùng từ mica hay dùng từ acrylic đây, nhưng mà nó là mica các bạn ạ. Có thể nói là như vậy. Và cái con này được xử lý bề mặt rất là tốt, nó được bắn cát. Và các bạn để thấy một điều đấy là nó được bắn cát có một mặt thôi. Mình không biết là để giảm giá thành hay như thế nào, thế nhưng mà nói chung là cái case này này, cá như mình đánh giá là hoàn thiện khá là tốt. Và nếu như bạn để thấy thì có một thứ khá là hay, nhưng mà lát nữa mình sẽ gọi là lắp lại, mình sẽ nói lên sau. Đấy là cái cách thiết kế của từng cái lớp layout như thế này này. Các bạn để thấy là nó sẽ chia theo từng tầng. Đấy, như vậy ấy, thì là miếng nào vào vị trí miếng đó là một. Và thứ hai nữa là nó sẽ làm cho cái tổng thể của cái bàn phím nó dễ lắp ráp hơn. Nếu như các bạn mà làm mica ghép mà làm cho nó thật là phẳng đều nhau từng lớp layer như thế ấy, thì đến lúc mà lắp lại kiểu gì chúng ta cũng có những cái sai số như này nè. Đấy, thì cái việc mà lắp khớp lại cho nó thật là mịn lại với nhau rất là khó, rất là phiền. Thì cái việc mà làm theo từng cái lớp như thế này này, nó có cái hay nhất định của nó là người dùng chúng ta lắp lại nó đỡ phiền hơn và tổng thể nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nên là cơ bản là cái cây mica ghép như này thì cũng không có điều gì phải nhắc đến quá nhiều cả. Ở bên giữa thì chúng ta sẽ có một cái trụ đồng. Đấy, cái trụ này là trụ bắt vít bên trên bên dưới. Thế nên có một cái khá là hay đấy là các bạn có thể tháo từ bên trên hoặc từ dưới đều được hết. Và rõ ràng đây là một cái khá là hay, nhưng mà mình khuyên thì các bạn nên tháo từ dưới. Đấy, chứ đừng có tháo từ trên. Tại vì tháo từ dưới như này chẳng may mình có vặn quá tay, có tét, có ốc này này, thì nó ở bên dưới mà, nó không bị lộ. Chứ nếu mà bị lộ mấy con ốc ở trên mà bị tét ra nhìn nó hơi xấu, nên đấy cũng một lưu ý nữa dành cho các bạn. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có những cái mảng miếng này được cắt để mà tạo cái phần kickstand. Và đương nhiên với cái phần thiết kế như này thì các bạn có thể tùy chỉnh xem là mình muốn cao bao nhiêu, thì các bạn chỉ cần tháo cái này ra thôi. Và các bạn tháo bớt những cái lớp ở phía bên dưới. Bên dưới nhá, chứ còn bên trên thì chúng ta đang gắn cái fit này đây thôi. Nên là lưu ý. Rồi, thế nhưng mà cũng có một cái nữa mình muốn nốt luôn. Đấy là nếu các bạn để thấy chúng ta sẽ có một cái độ võng nhất định. Và theo như cái trải nghiệm của mình ấy, đấy là tuy hai bên này có fit là nó cao hơn, nhưng mà ở giữa này nó lại chạm luôn. Nên là đôi khi mình để xuống mình thấy nó cái tiếng nó cạch, nó không thích cho lắm. Không, cái này là mình kỹ tính thôi. Nhưng mà bản thân mình là nếu như ở giữa này mà có một cái miếng fit nào thật là mỏng hơn nữa, để cho tiếng nó đừng phải là tiếng nhựa đập xuống cái bàn nữa, thì nó sẽ dễ chịu hơn. Đây là bàn thôi, chứ còn bình thường anh em là dùng deck mat hay là pad chuột các thứ thì không phải lo. Ok, nói chung là hoàn thiện phần cây như này thì cá nhân mình đánh giá là ổn. Nhưng có một thứ mình muốn phải cải thiện nhiều hơn. Đấy là các bạn để thấy cái phần nhựa của chúng ta này được làm khá là sắc cạnh. Đó, và nó không hề được bo cong ở những cái vị trí chỗ này. Và có một hôm mình làm trượt con này rơi ra khỏi tay mà mình cố gắng mình với lại, thì các bạn cứ hiểu là con này nó nặng đúng không? Nó bị trượt trên tay của mình. Và các bạn cứ tưởng tượng là nó bị trượt ở bên trong cái phần da trong rất là mỏng này này. Mình có cảm giác là tay mình nó muốn đứt tay luôn. Sắc lắm các bạn. Nên là cái cảm giác đấy nó cũng hơi bị rợn rợn một chút xíu, nó hơi bị sợ một chút xíu. Nhưng mà nói chung là cũng không vấn đề gì nhiều đâu. Cái này thì bạn làm kỹ thì mua giày nhám ấy. Nó là nhựa mà, các bạn mài phần cạnh bên ngoài này là ok. Cái này thì đồ custom mà anh em muốn về mốt lại thì thoải mái, đồ của mình mà.
các bạn mốt thì nó lại mang lại dấu ấn cá nhân thì nó là càng hay. Nhưng mà nói chung thì đấy là cái phần liên quan đến phần vỏ. Rồi, tiếp đến một cái khác nữa, đấy là cái phần plate và cái phần ngàm đỡ. Thì con này mình cũng không biết gọi là mao gì, chắc là này gọi là chain mao đi, gắn vào cái phần top bên ngoài chứ không phải gắn vào thành cây ở giữa. Mình không biết gọi là cái mao gì cả, mà thôi kệ nha anh em nhá. Thì có một cái rất là hay ấy, đấy là lần này thì đây, nếu mà soi được kỹ thì chúng ta sẽ có một cái lớp plate ở bên ngoài để mà đỡ, tức là đỡ toàn bộ phần cung. Sau đó chúng ta sẽ lại có thêm một cái phần plate nữa ở trong. Đây, đấy, mình đang lót vào đây là một PF form, nhưng mà đây chúng ta sẽ còn một cái lớp plate nữa ở trong nữa. Đó. Và mình cũng không rõ đấy là cái phần ở trong nó là phần plate chính này như thế nào, nhưng mà bản chất mình thấy ấy, cái phần ở trong ấy, là nó thay cái tác dụng của một cái lớp foam PCB. Tức là bên ngoài này các bạn để thấy là chúng ta vẫn sẽ là cái lớp plate đó, các bạn thấy không? Nhưng mà bên trong nó cũng lại thêm một cái lớp dày nữa. Và hai cái này nó khá là giống nhau, liền nhau ở từng khối như thế này. Và cá nhân mình đánh giá thì không biết có phải hay hay không, nhưng mà cái khả năng giữ switch thì đấy, các bạn thấy rồi đấy, gắn những con 3 pin như này thì các bạn hiểu vấn đề rồi đấy, đúng không? Thì mình thấy nó không được chặt cho lắm, nhưng mà đấy cũng không phải là một vấn đề quá đáng ngại. Tại vì nếu như các bạn gắn lên xong các bạn gõ cố định thì 3 pin hay 5 pin cũng không phải là một vấn đề. Và cá nhân mình đánh giá thì hoàn thiện như này khá là hay. Nhưng lại nhưng thêm cái nữa, nó cố định bởi khá nhiều những con ốc ở phía bên trong này, các bạn nhìn này, ốc này đó. Và đôi khi nếu như chẳng may có một hai con ốc này mà nó không thực sự được chặt cho lắm ấy, để mà các bạn vít xuống cái phần này, và các bạn hiểu là cái phần ốc ngàm của chúng ta này nó là kiểu dạng ở dưới phải có một con răng đỡ, chứ nó không phải là vặn lên trực tiếp được cái phần PCB. Hoặc là nếu như có nhiều con khác làm ạ, sẽ là cái phần stand-off ở phía bên trên cái phần plate, và ốc sẽ vặn từ dưới lên trên thì nó sẽ chặt hơn. Vấn đề ở đây đấy là không phải bạn nào cũng có đủ đồ để mà vặn chặt được cái này. Và nếu như không vặn chặt được thì khi các bạn gõ xuống ạ, thì các bạn sẽ vẫn có cái tiếng kiểu nhựa nhựa nó va vào nhau. Và cá nhân mình đánh giá thì cái tiếng đấy làm mình hơi khó chịu. Đó. Và thậm chí là cái tiếng nhựa đập xuống cái phần PCB thì cá nhân mình đánh giá cái tiếng đấy cũng hơi khó chịu. Thế nên mình xử lý bằng việc lót vào đây một cái miếng PE foam mỏng mỏng thôi, để hạn chế tối đa cái tiếng đấy là từ cái phần nhựa này nó đập xuống cái phần PCB thì nó hơi khó chịu. Và mình cũng đã phải cố gắng mình dùng cái kìm gì đó mình vặn cho thật chặt những cái con ốc này lại. Đấy. Đỡ ở dưới, vặn ở trên cho nó chặt lại. Thì như thế cái sự rung lắc nó sẽ hạn chế đi và nó sẽ ít hơn đi rất là nhiều. Nói chung là cái thiết kế như này mình thấy khá là hay. Hay ở chỗ đấy là nó sẽ không khiến cho các bạn phải kiểu dạng gọi là lót thêm một cái gì đó ở chính giữa nữa cả. Tại vì nó chặt hết rồi, nó khớp hết 100% rồi. Nhưng mà vô hình chung nó lại khiến cho tổng thể nó cứ không thực sự được chặt cho lắm. Và cũng có một cái khác nữa mình không thích, đấy là vị trí của những cái stop ở đây. Các bạn thấy không? Đúng cái phần stop này chúng ta lại không có cái phần plate để mà giữ cái switch. Tức là vấn đề ở chỗ bây giờ nếu như các bạn gắn con switch này xuống đó, thì cái duy nhất nó giữ lại cái con switch này trên cái phần mạch ở đây, đấy chính là cái lỗ duy nhất ở đây đó. Mình đang gắn ở đây là một con 3 pin thì mình nói thẳng ra là rất là lỏng lẻo đó. Hôm trước thì mình có gắn một con 5 pin, đấy là con Gateron Cap Milky. Thì con đấy nó chặt hơn một chút xíu. Và mình nói thật với các bạn là nhờ có thêm một tí PE ở đây này nó đục xuống, thế nên là con switch nó mới gọi là chặt hơn được một chút xíu thôi. Nhưng mà con này chỗ này mình không lót để mình show cho các bạn xem cho nó rõ đấy. Nên là vấn đề ở đây nó cũng lại là một cái nữa là, tức là nó không có cái ngàm plate để mà giữ cho cái phần PCB nó, để giữ cho cái switch xuống PCB nó chặt hơn. Mình biết đây là một cái thiết kế để giúp các bạn có thể tháo lắp nhanh được cái stop này, nhưng mà làm stop xong á thì cũng không có ai có nhu cầu phải tháo ra tháo vào nhiều cả, nên là cái plate để mà giữ cho cái này thật chặt nó vẫn là một thứ vô cùng cần thiết. Mà mình nghĩ là trong phiên bản sau có thể team Kiwi có thể cân nhắc đấy, để mà làm cho nó ngon nghề hơn và làm cho nó chắc chắn hơn. Chứ mình nói thật với mọi người là làm stop các thứ xong, stop này stop cherry tặng sẵn, có sẵn bên trong, làm xong rồi rất ok rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn cứ nghe thấy cái tiếng nó cứ khó chịu. Với cả các bạn cứ tưởng tượng là start đã ok nhưng mà cái switch nó không chặt được xuống cái phần PCB này, là cái tiếng switch nó đập vào cái PCB ấy. Đó. Nó cũng là một cái tiếng gì đấy nó hơi khó chịu đó. Còn đây là mình gắn cái porcelain 5 pin này thì nó chặt hơn đó. Ok đó. Nói chung đấy là những cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi, còn tổng thể thì nó rất là ok. Và mình phải nói thật là lâu lắm rồi mình mới thấy một con mạch đẹp như này, đẹp thật sự luôn. Nhìn thì xưa qua các bạn có thể cảm thấy là nó ô sao nó ít tụ thế nhỉ,
không biết có vấn đề gì hay không, nhưng mà không đâu các bạn. Thứ nhất là con này vẫn dùng một cái con chip điều khiển rất là xịn, con này là Mega 32U4, dùng trên khá nhiều con cao cấp. Thêm nữa là các bạn để thấy những cái đường mạch này đâu ra đấy và đều có những con tụ giảm chấn các thứ gì đó. Này, mỗi con switch ở đây đều có một con tụ, và con tụ này để dành riêng, nó xa xa luôn ấy, nên chẳng may có hỏng con nào ấy, các bạn hàn lại rất là dễ. Đấy, logo là Be Happy này, Borderland Designed by KiwiK. Đó, cái vị trí đơn giản là cái phần đường cắt thôi, cũng được hoàn thiện lại, nó khá là mềm mại và cầm lên nó không khó chịu chút gì nào. Có luôn cả QR code, các bạn quét đi, vui lắm. Đó, rồi con này thì nó có led gầm ở phía bên dưới chứ nó không có led của từng phím, nên là anh em mà thích chơi led RGB như kiểu mấy con keycap pudding thì không hợp, nhưng mà mình thì mình thích chơi led gầm hơn thì mình thấy con này khá là phù hợp. Tại vì mình nói thật với các bạn là led ở mấy con này sau mình cũng tắt đi hết, nhưng mà lưu ý thêm một cái nữa là cap lock nó không có led các bạn ạ. Đây này, cap lock nó không có led, đây là cũng hơi khoai, không có, không biết là có bật hay là không. Đấy, rồi thì đấy là tổng thể của con Borderland Aresu này. Thì cá nhân mình đánh giá là tổng thể hoàn thiện của nó rất là tốt, các bạn nhìn thấy thẳng thớn đâu rồi đấy, tức là cái tỷ lệ mà anh ấy làm có thể nói là chuẩn chỉ luôn, không có điều gì phải suy nghĩ cả, phẳng đét rồi, cổng C các thứ, led gầm các thứ, thậm chí cũng hỗ trợ luôn cả daughterboard để mà các bạn có thể điều chỉnh được cái cổng USB-C này sang vị trí khác. Để các bạn để thấy nhé, là con này này nó vừa khít luôn chứ nó không hề bị lồi ra một chút xíu nào, nên là nếu như các bạn có muốn thay sang một cái cây khác, ví dụ các bạn có cây nhôm CNC gì đó thì các bạn thừa sức có thể dùng cái daughterboard để mà lắp cái mạch này sang. Và mình có thể khẳng định luôn là mạch này là một trong những con mạch cực kỳ chất lượng để các bạn sử dụng. Con này thì support QMK với cả VR luôn, và con này cắm phát vào VR là nhận. Đấy, có nút reset nóng ở đây này. Nói chung là con này dùng thì chả có điều gì phải suy nghĩ về vấn đề gọi là bảng mạch cả, mọi thứ đều quá ngon, không có điều gì phải suy nghĩ cả. Và theo như nhiều anh em chia sẻ thì team của QEK ấy, làm quá nhiều con thì những con này đều chất lượng, nên là không có điều gì phải bàn. Có chăng là cái thiết kế bên ngoài ấy, là nó có phù hợp hay là không, và liệu nó có thích hợp với các bạn hay là không mà thôi, còn lại thì ok rồi. Và con này thì mốt thì mình cũng không có làm cái gì cả nhiều, ngoài việc đấy là mình làm lại staff. Thì staff con này đều là staff Cherry, và các bạn cũng biết là bên KiwiK bán staff Cherry trên Shopee thì nó thuộc dạng là rẻ nhất cái hệ mặt trời này rồi. Mình toàn mua ở đây rồi, nên các bạn quan tâm thì cũng có thể tham khảo, đường link phía bên dưới luôn. Staff này staff PCB, mốt lại thì nó cũng dễ thôi. Mốt staff Cherry thì bao giờ cũng uy tín, mà cái việc mốt staff Cherry thì lúc nào cũng sẽ là cân quái, hôn le, rồi lúc thôi. Cái này thì bình thường. Rồi, bây giờ mình sẽ muốn nói đến hai thứ khác. Đó là layout Aresu là một, và thêm nữa đấy là cây cáp Grab là hai. Mà sau đây các bạn đợi chút xíu mình sẽ ráp lại đấy nhá. Bên trong này được cái tặng kèm rất là nhiều ốc và mấy cái trụ đồng này extra này, nên là chẳng may có làm rơi và làm tét ốc thì anh em vẫn còn rất nhiều đồ để mà thay thế, không phải lo nhá. A few minutes later. Đó, và bây giờ mình đã ráp lên xong rồi thì tổng thể cơ bản nó như vậy thôi, các bạn thấy không? Rất là chặt chẽ đâu rồi đấy, nhìn chung là đẹp, không điều gì phải suy nghĩ cả, thẳng tưng luôn. Nhựa đấy các bạn, nhựa, nhưng mà người ta gọi là nhựa dít, nhựa sát, ôi vạn hộ tôi cái chặt lắm các bạn ạ. Nên là hoàn thiện của con này thực sự mà nó không có điều gì mà chê. Rồi bây giờ sẽ nói về cái layout Aresu này. Thì con này có một vài những cái lưu ý nhỏ. Thứ nhất ấy, là nó có phím điều hướng đấy, có thêm 3 phím option ở đây để các bạn key map theo cái gì các bạn thích. Cá nhân mình thì mình luôn sẽ là home này, end này và mute, tắt nhanh. Lỡ lúc quay mà không tắt là mình lại bị phạt 10.000 nếu như cái máy tính của mình nó kêu các bạn ạ. Tuy rằng mình là sếp, khổ ghê. Rồi, bên trên này là hàng số, đó, dàn alpha, các bạn thấy chưa? Dàn alpha và những cái nút mode ở phía bên dưới. Nói chung á, cái layout này khi các bạn gõ thì bình thường á, nếu như các bạn gõ bàn phím các bạn sẽ phải để thẳng như thế này. Các bạn hiểu không? Tay này, gập để mà gõ. Đó. Thì bây giờ nếu như các bạn sử dụng cái bàn phím dạng layout như thế này thì bây giờ thay vì kêu vào, các bạn phải để thẳng ra vào. Các bạn để như này, thẳng. Đó. Và khi bạn gõ, nếu như các bạn gõ 10 ngón giống như mình kiểu quen thuộc ấy, mình đó, đâu nhỉ? Đây, mình gõ 10 ngón nó như thế này, chả, hạ, đó, thì nó vẫn khá là quen thuộc luôn đó anh em ạ. Đó, mình vẫn nhớ cái vị trí mà mình gõ, tức là các bạn cứ hiểu ạ, thay vì cái việc đây là bây giờ các bạn nhìn vào cái này, các bạn gõ như bình thường, thì bây giờ các bạn quay sang đến cái này,
các bạn vẫn gõ ở cái kiểu tay như thế, nhưng mà cái cổ tay của các bạn nó không phải bị bẻ ra nữa, nó sẽ thoải mái hơn. Và như thế nếu như bạn gõ lâu một khoảng thời gian dài ấy, thì nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Đấy, đây là cái điểm cộng của cái việc layout mà nó bẻ ra như thế này. Và thực ra cái kiểu bàn phím này nó không mới các bạn. Kiểu bàn phím này nó có từ rất là lâu rồi. Người tôi gọi là công thái học như này có rất là lâu rồi. Nhưng chẳng qua ấy, đấy là nó chỉ phù hợp dành cho những ai mà gõ được 10 ngón thôi. Mà gõ theo kiểu gọi là gõ theo phản xạ, gõ không còn nhìn thôi. Thì mọi người mới chơi với cái thể loại này. Chứ còn nhiều anh em gõ chỉ tầm 2-3 ngón, 3-4 ngón các thứ ấy. Thì nói thật với các bạn là gõ theo kiểu như này này, nó vẫn quen hơn. Đấy, ví dụ như team mình thì không có nhiều bạn gõ được. Ngay cả cái thằng cầm camera này nó cũng gõ được đâu. Đó. Rồi, thì bên dưới thì chúng ta sẽ có một vài những cái lưu ý nhé. Bình thường á, là cái dòng dưới này rất là nhiều phím. Backspace, 3 phím mode này. Đấy. Ít nhất là 2 phím mode, thậm chí là 3 phím mode. Có nhiều con là 4 phím. Các bạn nhìn đi, đây là space này, 2 phím, thêm 1 phím ở đây. Đó, 1 phím, 1 phím mode. Đó. Thì vấn đề ở chỗ đấy là ví dụ như mình dùng với Mac đúng không? Thì mình hay sử dụng Command với cả Option. Thì đây là phím space, đây là Command, đây là Option. Còn sang đến Win đúng không? Thì mình lại sử dụng đây là Control và đây là nút Alt. Không có nút Win. Tức là kiểu gì các bạn cũng sẽ bị mất một phím và các bạn sẽ cần phải làm quen lại đôi chút. Hoặc là các bạn sẽ phải keymap nó vào đâu. Bình thường thì cái phím này sẽ là cái phím control hay là cái gì đó các bạn thích thì tùy. Nhưng bản thân mình thì mình sẽ gắn vào đây là phím FN để mình chuyển một vài những cái layer khác, tùy chỉnh một vài những tính năng thêm, ví dụ PAP down hay là đen đủng các thứ gì đó. Rồi, và sẵn tiện ở đây thì cái con Borderland này cũng sẽ support luôn hai cái layout, đấy là backspace tiêu chuẩn sẽ sử dụng một cái stab 2U ở đây, hoặc là sử dụng cái backspace dạng split, tức là chia ra hai cái nút để mà chúng ta có thêm nhiều nút hơn để các bạn lựa chọn. Ví dụ như là một nút là đen, một nút là backspace, kiểu vậy chẳng hạn. Thì cái này nó phụ thuộc vào gu của từng người khác nhau thôi. Còn bản thân mình thì bình thường mình sẽ dùng backspace 2U, nhưng chẳng qua mình mua nhầm set cây cao grab này không có backspace 2U nên mình lắp ra thôi. Và như mình đã nói rồi đó, support hết ở đây nên là tiện lắm các bạn. Đó. Ok, nhưng mỗi tội là nếu mà sử dụng cái split này thì chúng ta sẽ dùng hai cái nút này là hai cái nút mạch ngược, nó bị ngược lại, còn những cái này đều là mạch xuôi hết. Đó, nên là các bạn chơi keycap cũng không phải sắm gì cả. Bây giờ chơi mấy anh em custom này có mấy anh làm mạch ngược đâu, toàn mạch xuôi hết thôi. Nhưng mà lưu ý là con này không có led nhé các bạn nhé. Rồi, giờ đến cái vụ grab keycap SA này đi. Thì grab là gì? Các bạn nhặt về những cái nút để mà các bạn tạo nên cái một bộ như này thôi. Thế màu sắc thì cứ lung tung beng, các bạn thích màu gì thì có màu đấy. Đấy, kiểu vậy. Thì bản thân mình đánh giá thì cái trò này cũng khá là vui, nhưng mà nó tốn công, tốn thời gian dã man. Và cái gọi là keycap grab này thì nói thẳng ra là cũng sẽ có những cái vấn đề nhỏ nhỏ. Ví dụ như nhiều khi là nó sẽ dính những cái nút bị lỗi. Đó, các bạn thấy không? Cái set này của mình là set blank, tức là không có chữ gì cả. Thế nên là không gặp những cái nút mà nó bị in lỗi chữ. Thì đây là cái vấn đề các bạn sẽ gặp phải thôi. Nhưng mà cái này nó cũng cái vui của nó. Thế nên các bạn sẽ tự chọn những cái nút để các bạn lắp vào từng cái bàn phím của mình và chọn kiểu từng nút ấy. Cảm giác các bạn phải chăm sóc từng tí một ấy, nó cũng vui. Cái set này thì mình mua trên của một bạn trên chợ Grab thì set này hơn 800 nghìn. Còn đấy là giá yêu thương cho mình ấy. Còn không set này bạn ấy bán thì như là hơn 900 nghìn rồi bạn. Cũng vui. Nhưng mỗi tội là không có hai cái nút space này, nó là cái dạng là space lồi ấy. Nên mình đang lắp tạm ở đây hai cái nút ship trong cái set Ferrari của mình. Đó, và mình lắp ngược nó xuống để cho nó đỡ bị cấn vào tay. Đó, còn ok, bây giờ sẽ là nghe tiếng switch và tiếng start một chút xíu nhá. Video này hơi dài đấy. Trời ơi, nói sao nói, tiếng của SP nó vẫn đỉnh lắm các bạn ạ. Cái này là mình gắn porcelain blue này. Đương nhiên là không có tích gì cả, nhưng bởi vì cái switch ở dưới ấy, nó không có cái gì ngàm giữ thật là chặt ấy. Nên là tiếng có thể nói là nó cứ không đều đều nhau cho lắm. Cái này là KTT Red White này. Hay đúng không? Không có tích gì cả. Đấy. Cái này cũng là KTT Red White này. Này KTT Red White này. Đó. Kể ra mấy cái nút đấy ghét
bóc cái hot swap hàn mẹ lại cho nó chặt. Ok, còn bây giờ sẽ là sau test nhé các bạn nhé. Đấy, lên led thì nó sẽ như thế này. Các bạn thấy không, ở phía bên trên được xử lý cái bề mặt bán cát ấy, nó sẽ mềm hơn, led nó sẽ tỏa ra nó dịu hơn, đẹp vãi trường luôn, đúng không? Nhưng mà các bạn lưu ý, bởi vì cái phần PCB này nó không có led ấy, nên là chỗ giữa này cảm giác nó bị hồng hồng ấy, nên là mình thấy là cái màu đen chắc là nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà màu đen thì phải kiếm một vài cái gì ở dưới cho nó tỏa led ra kiểu gì nhỉ, đúng không? Nói chung là thôi đấy, anh em cứ quan tâm nhá. Rồi, còn bây giờ sẽ là sau test. Còn tuy nhiên thì mình cũng nói luôn là cái gọi là SA này nó cao lắm các bạn. Đấy, thì nó cao, cái này đã cao rồi, thêm cái này nữa cao vãi đạn. Nên là bắt buộc phải dùng thêm kê tay. Mà kê tay của mấy con Arisu này thì nói chung là cũng phải dùng cái loại nó hơi dị một chút xíu. Còn đây là mình đang dùng tạm, mình đang dùng tạm với của bạn Khiêm. Bình thường thì mình cũng chả bao giờ mình dùng đâu, nhưng mà hôm nay thì phải dùng chắc rồi. Còn đương nhiên mấy cái gọi là keycap blank như này, kiểu không có chữ gì á, ai mà quen ấy thì gõ được ngay thôi, còn nếu mà không quen thì đúng là cũng ối dồi ôi phết đấy. Ok, đây, ai mà mua thì bên trong cũng được tặng luôn thêm một cái tester như này các bạn nhé. Cái này là bên trong hộp khi mua combo Roland được tặng luôn đấy các bạn. Này sẽ để ở đây giữ wick. Đây. Ok. Đó, tiếng switch thì rất là ok, nhưng mà tiếng stab này bởi vì nó không có cái plate để mà đỡ cứ xa xa các bạn đúng không? Ok, sao test nha. Lại phân nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, và sẵn tiện ở đây thì mình cũng nói luôn một cái nữa. Đấy là, đây này, chỗ này là phím B này. Nó lại ở bên tay trái. Trong cái đó với phần lớn mình thấy nhiều anh em gõ là phím B này là hay gõ bằng ngón tay phải. Thì tức là cũng sẽ có những cái layout kiểu Alice công thái hồng như này, nhưng mà chúng ta sẽ có hai nút B, B bên này và B bên này nữa. Đó, nhưng mà con này đáng tiếc là không có, nên là anh em khi mà gõ cũng sẽ cần phải làm quen lại. Ví dụ như bình thường mình gõ B bên tay phải, bây giờ mình gõ B bằng ngón tay trái. Đó, thấy không?
Nên đây cũng là một cái lưu ý vui vui nữa dành cho các bạn. Và thực sự thì mình vẫn chưa master được con này lắm, nhưng mà chẳng qua là mình đang gắn vào đây SA, lâu quá không gõ SA, SP thì chưa quen rồi. Chứ mình gõ Cherry thì vẫn được hơn trăm. Thật sự nó là như vậy. Ok, và các bạn thấy tiếng như nào. Một con Switch giá rất là rẻ, nhưng vẫn cho trải nghiệm về độ mượt cũng như cái tiếng khá là hay khi mình lót thêm một tấm PA foam vào đây. Các bạn thấy ra. Tóm lại thì đây là Borderland Arisu đến từ kiwik.vn. Cá nhân mình đánh giá thì với tầm khoảng 2,5 triệu cho cái con kit này thì thấy nó xứng đáng. Tại vì rõ ràng từ cái thiết kế của nó rất là đẹp. Đó, rồi trải nghiệm về phần mạch mấy các thứ đó không có gì phải bàn. Blade này hay là cái thiết kế của cái case. Cá nhân mình đánh giá thì cũng thực sự là ok. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm yếu nhỏ như thế, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng. Và thậm chí các bạn để thấy là mình cũng không có mốt gì thêm nhiều ngoài cái việc để lót thêm đúng một cái miếng PE foam để cho cái con Switch này của mình nó nổ, nó vui tai một chút xíu thôi. Chứ còn nếu như các bạn mà không thích thì các bạn chỉ cần vặn chặt những con ốc là xong, không cần phải lót thêm PE foam gì cả. Cái tiếng nó mang lại vẫn thực sự rất là ok. Có chăng cái lưu ý nhỏ đấy là ở những cái vị trí của start, các bạn sẽ nên lắp cái Switch 5 pin vào để cho nó chặt nhất có thể. Hoặc thậm chí là nếu như được, các bạn có thể nhét thêm một cái miếng gì đó vào cái phần chân của cái Switch ấy, chân pin của Switch ấy, để cho nó chặt nhất vào các phần PCB. Kể từ đó cái tiếng start này nó sẽ trở nên chắc chắn hơn và nó gọn gàng hơn, nghe nó nổ vui tai hơn. Ví dụ như thế này này, các bạn thấy không? Đó. Còn đương nhiên về con này thì thực sự là cá nhân mình đánh giá thì ngoài cái vụ nó không có hai nút B này ra thì ok hết. Vì đúng là trải nghiệm trên macOS và gõ trên cái này, mấy hôm đầu mình gõ quen xong rồi, mình không gõ lại được cái bàn phím bình thường này luôn cơ mà. Nó bị ngượng tay luôn mà các bạn. Tại vì gõ nó thích quá, gõ nó thoải mái tay quá. Nhưng mà mình vẫn đang cố gắng tập để mà gõ được song song cả đôi. Như thế thì nó sẽ vui hơn. Vậy các bạn nghĩ sao về em Borderland Arisu này? Comment phía bên dưới nhá. Bye bye anh em.